em thấy cái này rung không? Anh em thấy không? Thấy cái này rung không? Em quất thử nha. Chẳng biết là rác hay là cá nữa. Rác anh em. Chán thế. Cứ nấu cá chứ. Con đầu tiên nhá. Trời ơi, mất cả cái rác nữa, tưởng cá to không à. Chép mini nha em ơi. Chép mini nhá. Chết anh em ơi. Chết nha.
chết nha. Chết nha, chết nha. Chết nha anh em ơi. Con này trứng rồi. Sau này toàn chất còi chất mini nó ăn không anh em ạ? Buồn thật sự luôn đấy. Cá to chẳng thấy đâu cả. Em bao cá rồi đi về nha anh em ơi. Ngày nay câu nước xấu lắm anh em ạ. Anh em coi này. Nước rất là đục nha. Nước đục lắm. Nước đục mà nước lửng nữa. Nên là câu, nói chung là những ngày như này câu thì khả năng có cá rất là ít, rất là thấp. Và nói chung là hôm nay thì em cũng may mắn thôi chứ chẳng phải hay gì đâu. May mắn câu được vài con chép còi. Đó anh em nhìn nước đục ngầu cái này. Thôi để em bao cá cho anh em xem mấy con cá rồi đi về nha. Này, mấy con chép còi đâu rồi? Đây nha anh em. Đấy. Cá được có 4 con vậy thôi anh em ạ. Được 4 con chép nha. 4 con chép thì hai con nhỏ này em sẽ thả nó đi nhá. Hai con nhỏ này em sẽ thả nó đi. Lại thả đi nha, chẳng bắt đâu. Bé lắm. Ok. Hai con này thì về nấu dưa nha anh em. Để nấu dưa hay là xúc cà chua gì đó. Con này cũng được khoảng 5-6 lạng. Con này chắc to hơn một chút. Chắc khoảng được 7-8 lạng. Bụng to nha mọi. Chắc hơn đấy, thấy cầm cũng nặng tay. Cầm là nặng tay. Con này thì chắc dài, người nó dài thòn à. Đó. Giờ mà nó thành 2-3 ký nữa thì ngon anh em hề. Nhưng mà nó chỉ có vậy thôi. Thôi tạm biệt anh em nhé, con Thanh đi về đây, hẹn gặp anh em ở những video sau nhé.